bà chụp này sao chị thông mày mà đang tiết là Meridian TP cứ dùng dùng P installing Windows Server 2012 or 2 và nơi không Meridian bỏ dùng này dùng nâng bằng 2 nhóm P rồi biết install Windows Server 2012 or 2 nâng và môn nâng install nhóm xôn bằng 2 nhóm P thì cái tớ VMware hay mấy cái nhóm đạo rút VMware nó không đi hay mấy cái nhóm đạo rút server nó chỉ đi miễn đây ta chạy dưỡng install Windows server nó được không VMware của bạn nó không physical server của bạn bị pro tha tháp ban mà chậm nuốt quạt mình chậm này budget từ lửa tình physical server tiền chứng quạt ai thử chỉ virtualization chứng quạt ai tầm lang chỉ Windows server đọc một phay cưỡng là không physical server tại môi nè cứ dùng ai install Windows server chỉ là cái virtualization của bạn chỉ là cái physical server của bạn có phần tay xung trong trăm thả tu vi visualization cả đáy tu physical server cả đáy rồi biếp này cả install cứ đôi khả nha rồi biếp này cả install cứ đôi khả nha chân đập bê đầy dương boot up chân bì DVD rồi có chân bì flash the picture nó là dương bởi the flash drive thế dương boot install chân bì flash mà viên nâng ao dương select chia pizza và dương rô pizza ông lê tới dương chọc nịch máu tâm bất nhóm có nâng bằng 2 nhóm pi rô biếp này ca install Windows Server 2012 này chia là cái nạ real practice đây và này phần tay Meridian TP có dương dương pi installation chân nhóm có bằng 2 nhóm pi step ni mùi ni mùi chỉ môn sân môn nâng dương từ mưu toa cho mùi nâng cài install Windows Server 2012 chứ nhưng click install mà hãy dừng vài Serial Key cho được nông nâng phần bởi dừng miền Serial Key chỉ là license của dừng ai enter license key được nông nâng đấy và hãy dừng click next mà nè lại này cứ dừng P Server Core Installation record server GUI installation để dùng bạn đăng hỏi thật GUI mình này thầm mấy core mình này thầm mấy cả vì mê điện tìm mùi mà chẳng phần sân bà dùng thật tế nhóm ọt trong vô chìa bộp hết GUI tế nhóm vô core với nhóm chỗ chất phở comment mà chẳng rồi vô server core installation tại bởi thật nhóm ở chế pra comment phó nhóm chế tập ra GUI chứng vô GUI mà thỏa máu click next và accept license term máu hình định next tiết máu dương trời vô custom install Windows đồng bày dương bằng thay dương ai chạy partition hard disk ban nơi tí ní dương ai chạy hạt đi chụp pi chụp bay rồi có dọc hạt đi tam mui partition ấy cứ nó cái này này và đôi ta Windows 10 đây được nhìn chân và chương trình bàn partition mui hái nhưng click từ lơ partition na để dùng chọn install Windows nó hay dùng click next ta mới dùng rung chạm vì đó hố đó đó chọc và nu viên nâng đồng nai ca install Windows server 2012 chất chọp hay một tấm áo về tầm rời dừng set password bỏ administrator account và nó phải đầy dừng set password không nọt password bỏ administrator nó cứ nâng nít chỗ hay phần này complete nữa cứ dừng trời không nọt password complexity sẽ kết tới password complexity. Password complexity cứ miền tiền lệ, miền tiền ạ xô,
Asor nung miên tang bi capital letter, miên tang bi small letter, hay nung miên ni mật sinh nhà rùm cho mùi kìa. Chắp bi bòm bay tung lang tờ lờ. Nóng ấy cứ chìa complexity password. Đại dương hay ta security password nữa nè. Chứng, giang hãy nắc cầm miên mùi nung tặng ọc nâng này. Và ni mật sinh nhà. À chìa hash, à chìa add ấy chẳng tới thông chụp vụ tiền ấy chẳng hết á. Mình mình lấy mình là xóa thông xóa tội phòng bày tông lang lời. Bắt đầu mới dương cho finish nè, dương cho finish vì nâng chụp đàm ở dưỡng sign in cho được không server. Và press control alt delete to sign in mà nhưng press control alt delete nó là keyboard ở dưỡng nuôi dương nâng add sign in đời password đồng bánh mánh để dự tớp tế bằng cách xâm rập administrator account và nội dung đồng bàn dashboard nơi khăn server manager nơi Windows server bị bọn áp bí mà ở dương bàn bắt đầu bị dương bàn install Windows ở dương khuyên dashboard ní miễn là dương bàn đầm lạng vì được chụp chơi dây dương bàn install Windows Server nâng rùa chạy chứng dương ai đầm lạng sử dụng xem tiết rồi có thư ca nghiệp xem tiết đầm lạng cầm vị trí ấy bằng thay em tên lươn nâng bàn ní cứ chỉ vị trí xác trong cái install in Windows Server people nập bị chốt Windows Server xem tiết Windows Server xem tiết có đôi cái nghĩa đấy step thêm mùi tí và còn là core version Windows Server 2016 có install chẳng Windows Server 2017 có install chẳng và chẳng ở đây dừng check install server nào mới cứ install server version same same tiết có đôi tích này thì và chẳng mình toa pi dừng ban install server 2017 nâng chấp hai dừng add add rules and features but time ban nó phải để dùng and what dùng nâng add add rule and so on feature nâng từ server để dùng ban install hai và chương đi cứ chia step này cả install Windows Server 2017 và chương person bao miền trong ngon ấy không cả đầm lang Windows Server 2017 zoom អាចអ្នកទាំងអស់នេះអាច មើល reference ឬក៏ comment សួរខ្ញុំ បន្ថែម បាទ reference នោះគឺ អាច មើល ទៅលើ video ដែល ជា video អនុវត្ត ផ្ទាល់ នៃ ការ ដំឡើង Windows Server 2012 ណា របស់ ខ្ញុំ នៅ ក្នុង channel របស់ ខ្ញុំ នឹង អញ្ចឹង បាទ មេរៀន ទី 2 ដែល យើង និយាយ ពី step នៃ ការ install Windows Server 2012 យើង cặp tâm phần nâng dừng nâng từ mưu tầng ọc ní ông bì ca install Windows Server bì bọn nập bì o2 ní đòi phút tố nập bì dừng anu vọt và chứng ọc con chàng